Thưa quý vị, để chuẩn bị đón và phục vụ khách trong dịp lễ 2 tháng 9 sắp đến, các khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều sản phẩm hoạt động mới lạ để thu hút khách, gia tăng trải nghiệm cho du khách khi đến với Đà Nẵng trong dịp lễ này. Dịp lễ 2 tháng 9, khu du lịch công viên suối khoáng nóng núi Tần Tài, huyện Hòa Vang chính thức đưa vào hoạt động một số hạng mục mới như dòng sông tình yêu, chèo thuyền kayak, đạp thuyền nước. Hiện những dịch vụ này đang được đưa vào trải nghiệm miễn phí nhằm tạo ra sự mới mẻ cho chuyến đi của du khách. Bên cạnh đó, khu du lịch còn tổ chức cuộc thi đua thuyền kayak khám phá dòng sông tình yêu vào ngày 2 tháng 9 và ngày 3 tháng 9 cho du khách khi đến tham quan và vui chơi. Gia đình chị Mai Thị Xuân, du khách Hà Nội cho biết đến thành phố Đà Nẵng nhiều lần, rất thích cảnh quan, không khí và con người ở đây. Đặc biệt, luôn có nhiều sự mới mẻ cho du khách mỗi lần đến. Các bạn nhỏ nhà mình thì rất là hào hứng và đi một vòng rồi xong rồi đòi đi thêm vòng nữa cơ. Bởi vì cả nhà cùng đạp chèo thuyền ở trên cái dòng sông này rồi ngắm cảnh thì mình thấy đây là hoạt động rất là thú vị dành cho các gia đình. Ghi nhận tại làng tôm Sara, Đà Nẵng, huyện Hòa Vang đang khẩn trương chuẩn bị để kịp đón và phục vụ khách dịp lễ. Đơn vị này cho biết, thời gian qua, lượng khách du lịch đến tham quan vui chơi lưu trú tại làng chưa đạt kỳ vọng, nên lễ 2 tháng 9 này triển khai nhiều hoạt động mới để thu hút du khách. Ban ngày thì làng có là gian hàng chỉ cho mọi người là tham quan, chơi trò chơi, các gian hàng ẩm thực, cái chương trình hoạt động là giao lưu văn hóa với người đồng bào Cơ Tu. Còn buổi tối mình có thêm hoạt động là show biểu diễn ca nhạc, show Cơ Tu và hoạt động lửa trại cho khách quay quần lại tham gia chơi với nhau cho vui. Còn tại Helio Center, nằm trên đường 2 tháng 9, công tác chuẩn bị đón và phục vụ khách cơ bản đã hoàn tất. Đơn vị này cho biết, dịp lễ này thì cũng nằm trong tháng diễn ra Trung Thu, nên công tác trang trí được thực hiện sớm để mọi người vừa đi chơi lễ, vừa check in Trung Thu sớm. Hiện tại khu vực trong nhà thì các bedrock đã hoàn thiện. Ngoài ra đơn vị sẽ làm thêm một số tiểu cảnh ngoài trời. Đặc biệt đơn vị cũng đã chuẩn bị nhiều hoạt động sôi nổi hấp dẫn dành cho người lớn và trẻ em. Cụ thể cái lịch trình này tối ngày 1 tháng 9 là sẽ là show diễn Tự Hào Việt Nam cho các bé tài năng nhí thể hiện hát múa nhảy. Tối ngày 2 và ngày 3 tháng 9 thì sẽ là show diễn Mai Hoa Thung Hoành Tráng. Ngoài ra thì dịp lễ này thì còn có chợ phiên 2 tháng 9, workshop làm bánh lá cờ, làm mũ để nhắc nhớ các bé về tình yêu quê hương đất nước. Không chỉ ba đơn vị trên mà nhiều khu điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn cũng đã chuẩn bị các sản phẩm dịch vụ du lịch và sự kiện để phục vụ du khách dịp lễ. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng cường nguồn nhân lực và có phương án đảm bảo an ninh an toàn cho khách khi vui chơi, tham quan, lưu trú, để du khách có những trải nghiệm tốt đẹp và trọn vẹn tại thành phố Đà Nẵng trong dịp lễ 2 tháng 9 năm nay.